Minh Sự xin được ngoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Đầu tiên sẽ cùng nhau chào đón một bộ đôi rất là hợp thời trang ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ca sĩ Otis cùng với người bạn của mình. Các bạn là gì ạ? Dạ, hiện tại mới tốt nghiệp và đã ra trường đi làm văn phòng. Đi làm văn phòng? Dạ. Đi làm bằng gì? Dạ, đi làm bằng xe máy. Có ai đưa đón mình chưa? Dạ, chưa. À, được không? Được không? Để anh có rảnh không? Để anh có rảnh không? Để anh có rảnh không? Và đội chơi đầu tiên đã có mặt. Đội chơi thứ hai đang lén lén núp bên trong. Xin được trân trọng giới thiệu Ngọc Thanh Tâm cùng với bạn chơi của mình. Chiếc xe màu hường của em thế nào rồi? Dạ nó ổn nha anh. Còn những người bạn đi chung xe của em như thế nào? Tâm lý của họ hơi bất ổn. Hơi bất ổn. Họ chỉ bị là sau đó không có dám ngồi ô tô một thời gian. Dạ. Số 4 đồng ý luôn. Dạ cái bảng gốc là bảng đường hẹp phía trước. Là cái đường hẹp. Đây là một đáp án sai. Chia buồn với em. Mời em. Em xin trả lời là số 4. Bảng gốc của nó là cầu hẹp. Cầu hẹp. Chính xác, chúc mừng. Look at me. Xin mời lượt của Sammy tiếp tục. Số 5 ạ. Số 5. Số 5 em nhớ là cái biển báo đó chữ cuối là chữ tiếp á anh. Chữ tiếp. Dạ, chữ tiếp. Bước tiếp, chơi tiếp, sai tiếp, thua tiếp. Dạ. Anh có gợi ý nào không? Sao tự nhiên khúc này anh quên mất tiêu. Làm chứ. Em thấy ổn không? Otis? Em ổn lắm. Ổn đúng chưa? Tự tin mặt. Tên của nó là Hết Đường. Hết Đường. Đây là một đáp án hết hồn. Không chính xác. Lên chùa bé một nhánh sen lên chùa bé một nhánh sen. Rớt xuống tự nhiên em ơi. Rớt xuống tự nhiên đi. Không có được. Nhấc lên. Nhấc lên. Rồi giữ thăng bằng đi luôn. Em về. Ủa em ơi em có chơi không? Đi đi chứ. Anh khen là đúng mà. Không được chạm. Rồi, đúng rồi. Di chuyển Otis về.